còn chỉ nhau để rồi luyến nhớ, lối về là gặp hững hờ, ngoảnh mặt để nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thương ngồi xin chào các anh, giới thiệu với các anh một đoạn nhạc nhỏ để nghe cho vui vẻ. Xin cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi đồng hành cùng em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng nhấn đăng ký kênh, ấn theo dõi cũng như là nhấn chuông để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt hàng ngày các anh nhé. Các anh thấy video clip hay, vui lòng cho thêm một like để động viên, khích lệ tinh thần em Hồng Anh ra những cái clip được tốt hơn. Xin cảm ơn các anh đã quan tâm. Mọi thông tin liên hệ qua số điện thoại 086-688-0998. Hôm nay tránh làm mất thời gian của các anh nữa, xin phép được giới thiệu với các anh một số những cái sản phẩm rất là chất lượng và không có nhiều trên thị trường các anh nhé. Đầu tiên là em xin phép được giới thiệu sợi dây nguồn. Dây nguồn thì là một trong những cái sản phẩm ít có nhất, không phải là không mua được mà giá nó rất là đắt và khá là cao, cũng như là không mấy khi có bán ra. Dây nguồn của Chóp các anh ạ. Đó, dây nguồn là một trong những dòng dây rất là hiếm, không phải lúc nào cũng mua được đâu các anh nhé. Như các anh đang thấy trên tay em cầm sợi dây nguồn của Chóp dài 1,5m. Dây đáp ứng đủ để cắm rút trên hầu hết các thiết bị nên các anh hoàn toàn chơi và yên tâm. Hàng trên tay em cầm là zin xịn nguyên bản hãng, em đang để nguyên. Hàng zin nguyên hãng luôn nhá. Các anh có thể nhìn thấy là đầu dập vào rồi. Họ dập bằng máy. Liền dập bằng máy made UK. Lấy nét là bắt nét hơi khó một chút. Made UK. Thương hiệu Chóp có lẽ là thương hiệu đã quá lớn và tên tuổi rồi. Gần như là anh em chơi audio nào cũng đều biết đến cái thương hiệu này, Chóp của anh, chuẩn xịn. Cái dòng rắc cắm của anh gần như là đến, nếu mà đã nói là hàng của anh thì bắt buộc phải là rắc cắm này, phích cắm này, bởi vì rằng là đây là phích cắm tiêu chuẩn của anh. Nó cũng hơi bất cập so với lại ở Việt Nam một chút, thế nên rằng là sẽ có hai cái sự lựa chọn cho các anh. Một là sẽ giữ nguyên đầu răng này, vì đầu răng này sử dụng cầu chì mạ vàng. Cầu chì mạ vàng nhá. Gôn đây. Đó, cầu chì mạ vàng, vậy nên rằng là các anh hoàn toàn có thể giữ nguyên rắc cắm này và dùng một rắc chuyển đổi. Cái đấy thì rằng là hoàn toàn theo cái nhu cầu sử dụng của anh em thôi. Cách thứ hai là sẽ bỏ cái đầu răng này đi và thay bằng đầu răng Mỹ xịn. Bản thân em thì cũng đã làm nhiều cái đổi cái đầu rắc rồi, và đầu rắc này có giá cũng không rẻ đâu, và các anh sẽ phải thêm tiền nếu mà muốn đổi sang đầu rắc này nhé. Rắc này là rắc xịn của Mỹ nên các anh hoàn toàn có thể yên tâm chơi. Leviton, rắc này cũng là rắc rất tốt, yên tâm chơi và sử dụng. Cái rắc anh thì nó hơn ở chỗ là nó có cái cầu chì bảo vệ đó, nên là các anh hãy lựa chọn theo cái nhu cầu để làm sao cho cuộc chơi được tốt nhất. Còn yên tâm là cái khả năng thi công của em Hồng Anh thì các anh không phải lo ngại nhé. Chất lượng rất là tốt, sử dụng những cái vật liệu tốt nhất để cho các anh chơi. Em sẽ nhìn cái chữ trên dây để cho các anh nhìn, tìm cái chữ trên dây. Đây, The Chóp Company Super Screenman Cap. Đó. Bên trong nó còn có lớp bọc này. Đây là lớp trong đấy nhá. Lớp vỏ trong màu xanh. Vì cấu tạo là đúc nên là em cũng không tháo, chưa nhìn được cái bên trong cấu tạo lõi nó như thế nào. Đó, một sợi dây nguồn rất là tốt và chất lượng.
giá thành của những cái cặp sợi dây nguồn của chóp nhiều khi rất là cao, nó có thể lên đến khoảng trên dưới 1.000 bảng cơ, hoặc là 600-700 bảng, tức là nó loanh quanh đến 20-30 triệu cơ các anh ạ. Nên là đôi khi tiếp cận anh em chơi ở phân khúc tầm bình dân cũng hơi khó một chút. Sợi này em đang giao lưu với anh em với cái giá chuẩn 3,1 triệu nhé, như cặp như hình. Còn nếu mà các anh muốn đổi đầu rắc thì các anh lại liên hệ với em để em tư vấn hỗ trợ làm sao các anh chơi được tốt nhất. Đó, xin cảm ơn. Đó, bỏ cái sợi dây nguồn này ra một bên, một sợi dây nguồn của chóp rất là hiếm. Tiếp theo phải kể đến trong cuộc chơi audio và kinh nghiệm mà em đã trải qua, thì đây là hai cặp dây cực kỳ đáng chơi, độ dài cũng khá là đa dạng để các anh lựa chọn, là một cặp Merlin dài 50 phân và một cặp Merlin dài 1 mét, Merlin cáp Chopin và Merlin cáp Elga. Đó, cặp Chopin này dài 50 phân nhé, còn cặp Elga này là dài 1 mét. Dòng bản dẹt, bên trong thì màu đỏ lư đây, các anh có thể nhìn màu đỏ, vỏ sắc rắn. Thật sự thì trong cái tầm phân khúc dây loanh quanh một vài triệu thì có lẽ là đây là một trong những cái dòng sản phẩm đáng quan tâm nhất. Rất nhiều những cái ca khó, ví dụ như anh em chơi loay hoay nhiều những cái dòng khác nhau, hay rằng là từ book sale này, những cái cặp mà tannoy vân vân, anh em loay hoay và tâm sự với em rằng là chưa tìm được một cặp dây nào nó thỏa mãn được cái đôi tai nghe, hoặc là chơi qua rất nhiều những cái dây khác rồi nhưng không hiệu quả, thì em Hồng Anh sẽ chỉ ngay cho anh em chơi dây của Merlin. Gần như là cái thương hiệu này nó em đánh giá là nó xếp trên hầu hết tất cả những cái thương hiệu khác ở trong tầm phân khúc. Đặc biệt rằng là những cái năm 2000 thì nó gần như là best seller rồi, những cái sản phẩm bán chạy nhất ở Anh và được những cái tạp chí nghe nhìn nổi tiếng đánh giá cực kỳ cao, gần như là hãng họ trau chuốt cũng như rằng là tâm huyết rất nhiều vào những cái dòng sản phẩm này, nhưng mà họ lại bán cho khách hàng với cái giá rất là tốt, rất là bình dân để khách hàng có thể trải nghiệm được, gần như là tri ân khách hàng. Đầu rắc của Merlin khá là đặc trưng, các anh nhìn nhé, đầu rắc rất là đặc trưng, nên là đôi khi kể cả không có tem mác mình vẫn nhìn vẫn biết đây là dây Merlin, nó không lẫn đi đâu được vì hãng họ sản xuất cái đầu rắc riêng rồi. Dày rất là đẹp Merlin Chopin. Em sẽ bỏ rõ ra để cho các anh nhìn từng cặp một nhá. Đây, cặp Merlin Chopin khá là nặng, đời 2 cục lọc. Thật ra thì cái dòng này nó có rất nhiều đời khác nhau, có một số những đời là đời cục lọc dẹt đây. Đây cũng là cục lọc nhá, cục lọc dẹt và đời cục lọc tròn. Cục lọc tròn này cầm khá là nặng tay. Đây là cặp Merlin Chopin dài 50 phân. Anh nào chơi ray pao hay các cái thiết bị đặt chồng lên nhau thì hoàn toàn có thể chơi cặp 50 phân này thoải mái. Đó, các anh có thể nhìn dây đảm bảo zin xịn hãng, cảm giác như là cắm trên những cái hệ thống dàn high-end mà không cảm thấy bị hèn. Dây chơi rất là hay. Nhiều anh em nghe nhạc ra hay là anh em nghe nhạc có cần cái tiếng trầm nó phải ra được, cũng như là cái giải trên nó phải rõ nét, thì sợi dây này đáp ứng khá là tốt. Trầm sâu, chép tơi nhuyễn và chép ra nó rõ ràng hơn những cái dây khác. Cảm giác như các giải nó nổi hơn hẳn các cái dây khác các anh nhá. Đây là cái kinh nghiệm mà em đã bán hàng cho rất nhiều những cái khách hàng khác, chứ không phải là trên kinh nghiệm cá nhân, đôi tai cá nhân đâu, mà trên rất nhiều hệ thống khác nhau rồi. Thì đây là sự lựa chọn tốt. Cặp 50 phân này Merlin Chopin đang bán với anh em với cái giá là 3,3 triệu các anh nhé. Giá 3,3 triệu cho một cặp dây Merlin Chopin dài 50 phân. Còn nếu mà các anh muốn trải nghiệm Merlin Elga thì giá đang là 4,2 triệu. Giá này là giá đã cân đối và giảm rồi các anh nhé, chứ còn đúng ra sẽ phải là 4,5 triệu cho cặp dây tín hiệu này. Nhưng mà
đang vừa bán vừa phục vụ hỗ trợ để anh em có cái trải nghiệm được tốt nhất. Những cái dòng dây này cũng thi thoảng mới có thôi, không phải lúc nào cũng có, và săn lùng cũng không dễ. Cặp này dài 1 mét, đầu rắc của bọn nó thì cơ bản là giống nhau, có là khác đời nhau thôi. Khẳng định là anh em chơi thì sẽ có cái ấn tượng tốt, đặc biệt là cái giá thành nó cũng không quá cao, gần như là tất cả anh em chơi audio đều tiếp cận được. Một bộ tầm khoảng một vài chục thì cắm dây này là hoàn toàn xứng đáng rồi. Không muốn nói là kể cả bộ tiền trăm hay là một vài trăm thì vẫn có thể chơi được nhá, mà không cảm thấy hèn đâu. Đời hai cục lọc. Đời hai cục lọc ở hai bên. Dây dài 1 mét. Dây này phải nói rất là đẹp. Cơ bản là nó có cái sắc rắn bảo vệ này nên gần như rằng là dây đẹp như mới thôi. Hoàn toàn có thể chơi và không phải lo nghĩ gì. Gần như rằng là em nghĩ rằng là cái thương hiệu Merlin này là thương hiệu mà anh nào cũng nên được trải nghiệm cũng như nên chơi qua. Chuẩn anh xịn nhá. Chưa biết các anh chơi nhiều tiền hay ít tiền, thế nhưng mà cuộc chơi đầu tiên các anh phải tìm được đồ xịn cái đã. Đấy là điều đầu tiên. Bản thân mình em Hồng Anh rất là nhỏ bé, không thể nào mà truyền tải được hết tất cả những cái lời muốn nói hay là những cái điều mà suy nghĩ biết của em Hồng Anh đến cho anh em chơi, cũng như là không muốn động vào cái miếng cơm manh áo bát gạo của anh em khác. Bởi vậy rằng là anh em xem được clip này cũng đã là một cái duyên rồi, thì anh em cứ tham khảo. Thật ra những cái đồ này để mà tham khảo thì hơi khó, bởi vì rằng là đồ của em thì thường là không giống như của mọi người và rất ít người có hoặc không ai có. Những cái đồ mà có nhiều trên thị trường thì các anh em phải để ý xem là có xịn hay không, bởi vì những cái hàng xịn ấy thì sẽ không có nhiều. Ok, cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi clip của em Hồng Anh. Nếu thấy hay vui lòng cho một like động viên, còn anh nào chưa đăng ký thì nhấn đăng ký cũng như là nhấn chuông để có những cái thông báo kịp thời nhất về những cái video clip mới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh trong những clip sau. À, quên mất một điều, đấy là cái dinh nguồn này em bỏ cái này ra để cho các anh nhìn nữa nhá. Cái cầu chì này này, chứ còn đây là cái nắp đậy của nó nhá, để hoàn toàn có thể đậy vào được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.